Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Xin trân trọng kính chào toàn thể anh chị em. Và trong buổi sáng sớm ngày hôm nay, một ngày nắng đẹp, thì bên em giới thiệu với anh chị em một chiếc xe đời cao, giá cũng rất là đẹp luôn. Giá chỉ tầm hơn 200 triệu đồng thôi. Đó chính là một chiếc Chevrolet Avell đời 2016, số sàn trang bị động cơ là 1.5. Giá thành thì có 235 triệu đồng. Đấy. Mà vẫn còn có thể thương lượng nữa nha anh chị em nhé. Một chiếc xe sedan hai đầu, rộng rãi thoải mái. Số sàn trang bị động cơ là 1.5, chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu rồi. Và giá thành có hơn 200 triệu đồng một xíu. 235 triệu đồng, vẫn còn có thể thương lượng cho anh chị em. Sau đây thì em đi một vòng quanh xe để cho các bác ngắm tổng thành form dáng cũng là sơn si, ngoại thất bên ngoài. Xe được trang bị 4 là răng đúc này, và hai phần trước là phần nhà ABS. Sơn thì còn rất là đẹp đều. Đấy. Có hơn 200 triệu đồng thôi các bác đã sở hữu một chiếc xe này. Sedan hai đầu, rộng rãi thoải mái. Xe chạy chắc nịch luôn, rất là cứng cáp. Đằng sau thì có viền chrome kia, đấy, điểm nhấn của một chiếc xe. À, điểm nhấn của chiếc xe là cái viền chrome ở đằng sau kia. Rất là sắc nét nhá. Sơn xì thì còn rất là đẹp đây đâu. Quá là đẹp cho một chiếc Avell dòng Chevrolet của Mỹ đây. 235 triệu đồng thôi anh chị em nhé. Và em đã đi hết một vòng quanh xe để cho các bác ngắm tổng thành về form dáng, ngoại thất bên ngoài cũng như là sơn si. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào kiểm tra chất lượng của xe cũng như là một số trang thiết bị ở bên trong xe. Hôm nay thì đầu tiên thì em đi vào phần đèn trước bình phụ trước. Em này được trang bị hai túi khí an toàn rồi trên khoang lái đây. Đấy. Một chiếc trên vô lăng, một chiếc ở đây. Và ghế thì bọc da màu kem. Ghế bọc da màu kem. Còn rất là mượt nhá, rất là đẹp. Đời 26 này. Nên nội thất bên trong của em nó còn rất là đẹp. Và trần nỉ nguyên bản theo xe được căng phủ ni lông rồi. Em này thì ổ đĩa thì nào, ổ đĩa DVD. Đấy, ổ đĩa CD đây. Để cho bác nghe nhạc từ thoải mái, nhưng mà trong khuôn khổ video này thì em không bật nhạc lên được, bởi vì sợ dính bản quyền. Điều hòa thì còn mát sâu rồi. Đấy, điều hòa hai chiều luôn. À, vùng ấm này, vùng lạnh này. Đấy. Mỗi điều hòa hai chiều. À, gầm bệ thì cực kỳ là chắc chắn, và đây các bác nhìn này, ốc ghế này. Vẫn còn nguyên zin luôn nhá. Đấy, ốc ghế thì còn nguyên zin luôn. Táp ly, táp lô hai màu, xe rất là cứng cáp luôn các bác nghe này. Đấy. Gõ chắc lịch cực kỳ luôn. Thấy chưa? Và cái phần ốc rằng cửa này. Đấy, ốc rằng cửa này, còn nguyên zin nguyên bản nhá. Và đây ốc bản lề này. Cũng vậy. Còn nguyên cái lớp màu phụ theo thời gian. Rất là đẹp rồi. Có hơn 200 triệu đồng thôi. Ở xuống cánh đằng sau này. Đấy. Đây là phần ốc rằng cửa này. Ở đây. Ốc bàn đè này, còn nguyên zin nhá. Hàng ghế đằng sau thì gọn gàng. Hàng ghế đằng sau thì rất là gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho cho anh chị em. Được chưa? Phần chỉ thì vẫn còn nguyên zin nhá. Phần chỉ vẫn còn nguyên zin nguyên bản. Bây giờ thì đi về đằng sau xe để xem cốp xe. Cốp đằng sau xe được cái viền chrome này, bóng loáng luôn, rất là đẹp. Cốp xe thì rất là rộng rãi thoải mái rồi, tao cho các bác để đồ đi chơi đi du lịch luôn. Sedan hai đầu mà rất là rộng rãi. 2016 mà trong tầm tiền có 235 triệu đồng thì quá là rẻ rồi, quá là mềm rồi. Đời cao, xe chạy vẫn còn rất là chắc chắn. Đây các bác nhìn máng nước này. Cái lỗ đinh táng còn tròn xe nhé, chưa đâm đụng va chạm gì này. Bỏ chắc nịch luôn, còn chiếc xe rất là chắc chắn. Đầm chắc chắn. Và giá thành thì có hơn 200 triệu đồng. Đời 2016 cơ.
mới có 235 triệu đồng đây. Ok đã nữa nhá. Còn tròn xe luôn vào phần chỉ này. Đấy, chỉ nguyên zin luôn nhá. Được chưa? Chỉ nguyên này. Đúng vậy, nguyên zin. Và xuống phần sắt xi gầm bệ bên dưới này. Chắc chắn nhá. Vì lấy chắc chắn không có hiện tượng han xỉ mối mọt gì. Đấy, còn đẹp luôn. Không có mối hàn, mối ghép, mối nối gì ở đây. Rồi bây giờ thì em sẽ sang cánh sau bên lái này. Quy khóa cửa đây thì mà hộp nếp nó vẫn còn đấy nhá. Ốc rằng cửa này nguyên zin nguyên bản này. Rồi ốc bản lề này đấy. Còn rất là đẹp luôn. Đây còn cánh chiếc bên lái đấy. Gương kính chỉnh điện cục điện đầy đủ nhá. Đấy, gương kính chỉnh điện cục điện đầy đủ này. Ly tắp lô hai màu rất là mượt mà rồi. Ghế thì còn căng đét luôn. Ghế thì còn căng đét. Và phần ốc rằng cửa này ốc bàn lề các thứ đây. Đây chưa? Giờ thì em sẽ mở cái nắp cabo lên cho anh chị em xem mà. Đây khoang động cơ thì khô ráo nhé, không có hiện tượng chảy dầu, chảy mỡ và một số những chi tiết vẫn còn nguyên màu sơn của nhà sản xuất đây. Đấy, nè. Bác có thể thấy đấy, đây nè. Trong tầm tiền này thì anh chị em sở hữu một chiếc xe đời cao, quá ngon lành thành đào luôn, có hơn 200 triệu đồng mà sở hữu đến một chiếc xe tặng đời 2016. Được chưa? Tặng đời 2016 cơ. Xe còn rất là chắc chắn. Một số những con ốc màu này. Thanh răng, thanh giếc thì còn nguyên zin nguyên bản. Không có hiện tượng là móp méo hay là nứt vỡ nhá. Không có hiện tượng móp méo hay nứt vỡ gì. Ok chưa? Thì em đã giới thiệu xong tới toàn thể anh chị em mình một chiếc xe đời cao. Tuy nhiên là giá thành có hơn 200 triệu đồng thôi. 235 triệu đồng cho một chiếc Chevrolet Avell đời 2016. Số sàn trang bị động cơ 1.5. Và anh chị em nào đang quan tâm đến chiếc xe này, ở tầm giá này thì không đang quan tâm đến tầm tiền hơn 200 triệu đồng thì đừng nên bỏ qua chiếc xe này nhé. Đời cao mà giá lại rẻ. Bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Bác có nhu cầu mua xe thì xin vui lòng liên hệ cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966, hoặc đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá đầm chắc chắn của chiếc Chevrolet Avell này. Còn bây giờ thì xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.